Hello tất cả mọi người, thì hồi sáng nay em về được 10 bé chòe đất và 3 bé chòe lửa thì hiện tại đã hết rồi. Đó, bây giờ em review cho các anh xem tập 2 có chòe than, chòe lửa và có thanh tước nữa nha mọi người nha. Đây nè, có chòe lửa đuôi dài nữa nha. Đó, ở trong này nè. Chòe lửa đuôi dài và thanh tước em để trong này. Đây. Rất là nhiều. Hay là bây giờ em sẽ ra thanh tước trước nha. Đây là chuối để em để sẵn đây rồi, quên mất nữa. Đó thì ở đây có lửa mép nữa nè, về cũng khá là nhiều lửa mép nè, lửa đuôi dài nè. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em ra thanh tước trước nha mọi người nhé. Thì cái nghệ thuật mà nuôi thanh tước nó phải nói là nó rất là dễ, thì chị em phụ nữ hay là những cái bé mà nhỏ nhỏ mà đam mê nghệ thuật mà chim cảnh đồ này nọ thì vẫn có thể nuôi được ha. Thì cái trước tiên á, chịu khó khơi cái trái chuối ra giúp em nha. Rồi đây, khơi ra như này ha. Rồi để bây giờ em sẽ bắt ra ha. Ồ, thanh tước này là thanh tước truyền chống ha, rất là đẹp luôn. Rồi, để em gỡ cái dây rồi đã mọi người. Nó thợ mới đi về coi như là gửi cho em, coi như là vẫn còn ở trong cái túi rút luôn. Rồi đây, mẫu thanh tước truyền chống số 1 nha, giá là 350k nha mọi người nha. Đó, mớm cho nó như thế này là nó sẽ ăn ngay thôi, rất là dễ ha. Bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho các anh ha. Giá chỉ có 350k thôi nha. Thanh tước truyền chống nha. Đó. Anh như hùm beo hổ báo gì đây nè. Đó. Rất là đẹp. Giá lại rất là yêu thương. Rồi, một bé ha. Hôm nay không có nhiều, hình như là có 5 bé cho nên là em ghé tiệm chim cảnh em mua được 5 trái chuối. Mỗi trái này nó bán cho em coi như là nó bớt cho em 500 đồng một trái, coi như là chỉ còn 1.500 đồng thôi, chứ còn bình thường mà mua một trái như thế này nó bán em tới 2.000 lận. À, trong khi đó 1 kg á, ở ngoài chợ người ta bán 1 kg có 10.000 à, mà đi mua lẻ như vậy á, là nó bán một trái như vậy á, là 2.000 đồng một trái. Rồi đây là cái bé thứ hai ha, bé thứ hai phải nói rất 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 là tơ nè. Đó, mở một cái là anh lên luôn ha. Đây là bé số 2 nha. Đó, cái dòng này phải nói là rất là dễ nuôi, rất là dễ hót luôn. Rồi, mấy anh đợi em tí xíu để em đi lấy thêm mấy cây xiên chuối cái. Do là cái hộp bên đó em để có 2 cái cây xiên chuối thôi. Bữa em nhiều cây xiên chuối lắm mà không biết là mấy anh tới mua chim mấy anh có xu của em không chứ còn. Em tới mấy chục cái cây xin chuối lần. Cái chuyện mà mua mà mấy anh tới mua chim á mà xu đồ á là cái chuyện đó là có thiệt nha. Cái này em nói có thiệt chứ không phải là nói giỡn, nói chơi. Có nhiều anh ngộ lắm. Cái cây xin chuối này nè, không có nhiêu tiền có 3.000 đồng cây à. Vậy chứ canh cái lúc mà em đi vô nhà nhanh tay lắm, bỏ túi liền nè. À. Nhiều anh nó ngộ lắm, có 2-3k đồng mà cũng chơi coi như là su su. Su su của em, trời ơi, em thiệt thích thì em tặng thôi chứ đừng có chơi dạng đi chơi chơi cái chiêu mà coi như là lợi dụng sương mù quăng lựu đạn rồi chết em, cứ canh em vô nhà xong đầu bỏ túi không à. Rồi đó là 2 bé rồi ha, bây giờ tới bé thứ ba. Có cái dòng này nó dễ hót lắm nha mọi người nha. Đây đó, rất là dễ nuôi ha, dễ nuôi dễ hót. Cái này mình có thể mình làm tiểu cảnh ở nhà mình cũng được nữa. Đẹp. Đó. Đây là bé số 3 nha. Quên đó, kêu lấy cây kim chuối để gài ra cái hộc. Mà lo ngồi nhiều chuyện. Rồi, tiếp theo. Bé này là bé thứ tư. Bé thứ tư đẹp lắm. Để em gỡ cái túi rút ra, mấy anh đợi em tí xíu ha.
Rồi đây bé thứ tư nè, bé thứ tư đó, những cái dòng này cứ mớm cho nó là nó ăn thôi nha mọi người nha, đừng có về mà để nguyên trái chuối mà không có khơi ra, quăng nguyên cục vô là nó không biết đường nó ăn nha. Chịu khó khơi lên trong thời gian đầu này ha, mình chịu khó mình khơi nó lên tí xíu là nó ăn thôi. Đó, có bé hót lên rồi. Rồi còn một bé cuối cùng nữa thôi. Đây nè. Đó, thì cái trái chuối á, các anh chịu khó nhớ cắt cái vỏ đi nha, chứ đừng có để nguyên trái chuối như thế này treo trong cái lồng rồi nó không biết đường nó ăn đâu. Chịu khó cắt cái vỏ đi, sau đó mình khơi khơi lên tí xíu như này thôi ha. Chỉ cần khơi tí xíu thôi. Giống như là cái dấu chim nó mổ vậy đó. Rồi. Để em gỡ cái túi rút ra đã. Rồi ok ha. Đó, nè. Rồi các anh thấy không? Nó rất là dễ luôn. Rồi, xong 5 bé ha. Rồi bây giờ tới review cho các anh xem, cho nó đỡ mất thời gian em sẽ review chè lửa đuôi dài luôn cho các anh ha. Chè lửa đuôi dài thì em sẽ để trên cái chuồng bên này ha, cái chuồng lớn như thế này nè, đó. Đợi em đi lấy cây thước cái nha mọi người. Lấy cây thước thần thánh xong rồi ra cái chè lửa đuôi dài này rồi sẽ ra chè lửa mép rồi ra chè than nữa, hình như có được mấy bé chè than. Wow. Có mấy bé thằng trước nó hót đảo quá mọi người, thả ra là nó hót rồi. Wow, bé lửa mép đầu tiên. Đuôi cũng khá dài. Đuôi bản lớn hơi hơi tôm nha. Mép mùa này nha mọi người nha. Chè lửa mép mùa này. Rồi. Móng nè, móng đầy đủ hết ha. Đó, mùa này mà kiếm mấy bé mà 18 19 độ nó rất là hiếm nha mọi người nha. Đó, mới nói 19 là có 19 nè. 18.8 nha mọi người nha. 18.8. 18.8 đuôi bản lớn, đuôi hơi tôm tí xíu ha. Bé này giá là 600k nha mọi người nha. 18.8 mép mùa này nha. Rồi, nó lên mép trong rồi nha. Đó thì đuôi nó mới dài được chứ còn mép vàng thì nó không có đuôi dài đâu. Giá là 600k. Số 1 nha mọi người nha. Rồi tiếp theo mẫu chè lửa đuôi dài thứ hai, đây nè các anh thấy. Đó, chim mép mùa này ha, mắt đỏ hòn. Bé hồi nãy là 18.8 ha. Rồi để em đo cái bé này cái. Rồi trước tiên đo, trước khi đo thì quay cái ngón cái chân đồ này nọ cho các anh xem ha. Đó, chim mép mùa này ha, nó lên mép trong rồi ha, nó hết mép vàng rồi nhưng mà cái viền mắt của nó còn rất là đỏ ha, mũi rất là thông. Đây là bé số 2 ha, đuôi dài số 2 ha. Đây, lông cánh nó còn rất là nhiều lông chưa thay nè. Bé này đuôi đều đẹp ha. Rồi để đo cái đã. Ồ, bé này còn ống nè, ống chưa khô nè. Rồi bé này đúng 18 ha, giá là 500k. Bé này đúng đuôi 18, giá là 500k nha mọi người nha. Bé số 2. Bé số 2 đúng đuôi 18, giá 500k ha. Thả tim cái nè, đó. Rồi ok, bây giờ bắt đầu ra lửa mép và ra chè than cho các anh nha. Đây nè, lửa mép nè. Để em xem cái đã. Rồi. Cái thùng này là hồi sáng là của than đất thì hết rồi. Bây giờ tới lửa mép cho các anh xem nè. Lửa mép có, lửa bổi có, chè than mép có. Nhưng mà em là chủ yếu là chuyên về than với lửa thôi cho nên là ra lửa trước.
Rồi, lửa mép đầu tiên đuôi dài ha, giá là 350k. Đây bé số 1 ha, đuôi khá dài và đẹp. Đây, đuôi bản lớn ha. Rồi, móng đầy đủ hết nha. Đây là bé số 1 nha. Hình như có 4 5 bé về mọi người, không có nhiều. Đây. Mép vàng khe. Móng đầy đủ hết nha mọi người. Móng đầy đủ, đuôi cũng tương đối dài ha. Đồng giá 350k ha. Do là mùa này nó đầu mùa nó cũng hơi cao tí xíu thì mong tất cả mọi người thông cảm giúp em nha. Đó, lưỡi mép vàng khe ha, mắt còn đỏ. Móng đầy đủ ha, đuôi cũng khá dài. Giá là 350k. Đây là bé số 2 nha. Rồi, cái bé này là bé số 3 ha, đuôi nó không có được dài lắm. Đuôi không được dài lắm cho nên là giá chỉ có 300k thôi nha. Đó, thì như các anh thấy rồi, từ bữa giờ em bán mấy cái bé lửa mép mà đuôi dài 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 á thì nói chung là xin thêm 50k, còn những cái bé nào mà đuôi nó ngắn 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 anh em về nuôi xổ số thì giá chỉ có 300k thôi nha. Đây là bé số 3 nha. Rồi, đây là cái bé thứ tư ha. Cái bé này thì anh em có thể về nuôi phải nói là rất là tuyệt vời nè. Cái thứ nhất là mép vàng khè, mũi rất là thông ha, mỏ ngắn ha. Đây, bé này bé thứ tư ha, đuôi cũng khá là đều đẹp. Đây. Móng đầy đủ hết. Đây là bé thứ tư ha, giá là 300k nha. Rồi, đây là cái bé thứ 5 ha. Bé thứ 5, bé này 350k, phải nói là bỏ tiền ra không bao giờ uổng nè. Phải nói là đuôi của nó là khá là dài ha. Rất dài luôn, dài hơn, nói chung là nãy giờ bé này bé dài nhất. 1, 2, 3, 4, 5, bé này bé số 5 dài nhất luôn ha. Móng trắng đẹp ha, có một cái móng sau trắng nè. Còn những cái móng kia là móng ngà ha. Đây, bé số 5 nha mọi người nha. Đó, nè, mép nè. Giá là 350k nha mọi người nha. Rồi, bé này số 6 ha, giá chỉ có 300k ha, đuôi ngắn. Đây, vẫn là mép vàng nha, chứ không phải là chim bội. Đó, có nghĩa là mép còn vàng khè ha, mặt rất là gấu ha. Đó, do là đuôi nó ngắn cho nên là bán giá phải nói là phụ với anh em về tiền, coi như là bán giá 300k là coi như là đã phụ với lại mấy anh coi như là 50k tiền sâu dế rồi đó. Chứ còn bình thường thì những cái dòng này đều là 350k hết á. Rồi, lại là mép vàng đuôi ngắn ha, giá 300k luôn ha. Móng móng đầy đủ hết ha. Đuôi nè, đó. Rồi, để bây giờ em sẽ ra chuyền than và chuyền lửa bổ cho mấy anh nha. Đây nè, thùng này là chè than nè. Rồi, than chuyền trống giá là 400k ha. Mùa này mà có những cái bé chuyền trống phải nói là rất là to như thế này, phải nói là cực kỳ hiếm luôn đó mọi người. Đây, đó, đang chỗ khá nhiều ha. Đây là chè than chuyền trống số 1 ha, giá là 400k nha. Móng đầy đủ hết nha mọi người. Đây, chuyền trống thứ 2 ha,
chuyền chống thứ hai, giá là 400k luôn nha. Móng đầy đủ hết. Rồi, mặt rất là gấu ha. Trời ơi, em bắt nó ra mà giống như cái nấm xôi với mọi người à. Đây, chuyền chống thứ ba. Âu, âu. Trời, em nói nó bé này nó to giống như cái nấm xôi vậy á. Bé số 3 ha, giá là 400k. Đó, than chuyền chống nha. Rồi. Bé này là than mép ha, than mép đang ra lông đuôi, đang nhú lông đuôi ha, nó lên mép rồi. Rồi, giá chỉ có 350k thôi nha. Đây, nó cũ lông lắm rồi. Giá chỉ có 350k thôi ha. Bé này bé thứ tư nha. Rồi, bé này là bé thứ năm và là bé cuối cùng ha. Giá là 350k. Đó, bữa nay coi như là về được hai bé than mép và ba bé than truyền chống nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi, bé này là bé cuối cùng rồi, để em chụp hình cái đã. Đây còn thùng lửa bội nữa, nhưng mà chút xíu chắc để em giao cho anh trai ở dưới Vũng Tàu luôn. Cho nên là thôi khỏi cần ra ha. Đỡ mất thời gian của mấy anh.